Ngày hôm nay chúng ta có mặt tại nơi đây để nhìn thấy Doraemon, Tommy Lee và Jin Lee tay trong tay bay bay theo làn mây, bước từng bước vào lễ đường LSTS. Nhớ hôm nào còn đi chung xe 2235. Nhớ hôm nào cùng nhau cầm ổ bánh mì trộn rau răm. Sau bao nhiêu lần tình đến tình đi, sau bao năm lao động vất vả kiếm từng đồng lý nhí, tình yêu trẻ đã đơm hoa kết trái. Dù đúng hay sai, dù ngại hay dại, dù bại, thì họ đã đến với nhau bằng tất cả con tim. Như bộ phim làm người xem lim dim, bao sóng gió trong hợp đồng lao động, bao khó khăn khi phụ nữ bên tâm ly chất chồng. Họ đã vượt qua tất cả để đạt được tình yêu và khát vọng. Và hôm nay, tôi, mục sư sục sịch với mục đích kết hai đôi bàn tay này lại, với sự đồng ý của bà con chăm họ, với sự đồng ý của Thánh Hồ, với sự đồng ý của bậc phụ mẫu hai bên, tôi xin hỏi Diên Ly, con có nguyện bên Tommy suốt đời, dù có sóng, có gió, có chó, có khó, ăn cá kho, ngồi trong co ro, không được ăn nho, dù vất vả, tất tả, nghiệt ngã, chưa có nhà, bị má la, bị ba đánh, bị gái giành, vậy đã đành. Lúc nó yếu, nó đau, nó ốm, nó bệnh, con luôn bên nó trao tình yêu thương, sự nghĩa tình của người vợ, sự bảo ban từ con tim đen thù lùi, hay là không? Dạ, con đồng ý. Tommy Lee, con có nguyện bên Diên Ly suốt đời, dù có đau, có đớn, có ớn, có quẩn, dù nước mắt hay niềm vui, chia sẻ nhau nụ cười, hạnh phúc trong từng quãng đường mà các con bước, cùng thực hiện các mơ ước, cùng hỉ nị ái ố lố nhố như tô cá khô, là người chồng, là người bạn đời mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc không thắc mắc với con tim bằng sắt hay là không. Vâng, con đồng ý. Chắc chưa? Bố hỏi con chắc chưa? Cứ rồi là con có thoát được đâu nhé. Vì tình yêu, con đồng ý. Như vậy, tôi tuyên bố, với danh nghĩa chủ tớ, với danh nghĩa lớp trưởng vĩ đại không e ngại bất bại kim phần bất dại, có ai không đồng ý với cặp tình nhân này không? Không. Vậy tôi xin tuyên bố hai con là vợ chồng hợp pháp. Chúc mừng cả hai con. Amen. Xin mời các bạn đến đây cùng chung vui với chúng tôi. Có anh Quốc Trung. Anh gửi lời chúc đến cặp tình nhân trẻ này là: chúc hai bạn hạnh phúc, trăm năm bền chặt. Anh Chủ tịch nước Trần Đăng Khoa. Chúc hai bạn sinh con nhiều nhiều một chút. Anh Dr. Ray, Chủ tịch Tập đoàn Kim Truyền thông Việt Nam. Chúc hai bé cố gắng ăn mau trông lớn, khỏe khỏe đều đều nha. Thánh Hồ, chúc hai cháu cố gắng học giỏi, làm tốt, gia tăng dân số Việt Nam nhé. Mario, diễn viên nhảy nổi tiếng nhất Việt Nam. Chúc hai em hạnh phúc, hai em cố gắng bền chặt nhé. Vui nhé, sướng nhé, đã nhé. Kính thưa quý vị, với tất cả tình yêu ngày hôm nay, tôi xin tuyên bố chúng ta kết thúc lễ cưới. Mời cô dâu chú rể về nhà động phòng. Xin hết.